好强的呼哈Quang Thịnh là người đã bật cao, không thể nào bằng được. Khoảng cách giữa Quang Thịnh và Sơn Sơn chưa đầy 1 mét, cơ cơ bằng đã xen lẫn vào khoảng cách đó một cách rất nhanh, đánh đầu rất mạnh mẽ. Một hòa xoay công ba để giữ điểm. Đi trên Kinh Thành là cú đánh đầu ngược và ghi bàn thắng, cân bằng cách biệt cho đội tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng vẫn là cái đầu của Văn Tùng. Quả chạm bóng là của Đức Vũ. Vâng, đúng là Văn Tùng. Thực sự là hết sức nhạy cảm. Quá đẹp của Văn Tùng. Và nó trở thành được bàn thắng sát sát thủ. Vâng, đã thua lỗi của cầu thủ Indonesia. Ngay lập tức sau đó là một loạt các tình huống có dữ liệu của sự thiếu kiểm soát. Cả cầu thủ Indonesia cũng như những cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam đều là những con còn rất trẻ. Họ rất dễ bị rơi vào tình trạng thiếu kiểm soát. Nằm sân vào lúc này đang là một cầu thủ của đội tuyển U22 Việt Nam. Người đưa tiền vào lưới là Công An. Sau đó thì Võ Minh Trọng đã bày tỏ sự bức xúc của mình và kéo theo một loạt kinh nghiệm có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cầu thủ Indonesia. Việt Nam Văn Tùng đã đem về cho đội bóng áo trắng một kết quả cân bằng. Phần còn lại sau tình huống ghi bàn của Văn Tùng là một trận có phần nhỉnh hơn nghiêng về phía đội tuyển U22 Việt Nam. Nhưng công bằng nói, hiệp một của trận đấu thì số hòa cũng như một trận bằng là một sự lựa chọn hợp lý của cả hai bên. Chúng ta sẽ còn trở lại với vào trận này.